Thì hồi sáng lên trên này thì Phúc với lại Bình đã tranh thủ làm một cái tấm bạt này làm trại nha. Trại này chỉ là mình tạm để chống mưa thôi. Thì trong rừng thì về phía bên kia thì Bình đang nấu những thức ăn ở trong rừng này. Và Phúc thì đang chuẩn bị dọn dẹp mấy cái đồ đạc ở đây để mình đi săn trong cái buổi tối ngày hôm nay nha. Giờ cũng đã vào buổi tối rồi. Thì lửa này thì Phúc đốt để cho nó cháy để sáng sủa trong cái ngôi trại này nha. Tại vì tối rồi Phúc với lại Bình sẽ đi soi bắt những thức ăn ở trong rừng này, như là gặp cá, cua hay là ớt gì đó. Cái khu này mình có ớt không ta? Hầu như những con số như vậy thường là Phúc thấy là có rất là nhiều những cua đá hay là con ớt trong rừng này. Mà không biết có hay không. Đó, cái chân cao của mình đi từ từ thôi. Phúc với lại Bình đã thấy được một con ớt rồi nha. Đó, từ từ thôi Bình ơi, phải chạy vừa hết thức ăn anh em mình giờ đó. Ô đây bên này có cái mặt cái ớt, ớt khác Bình ơi. Đây đây này, Bình, đây này, đây nè, đó đó, thấy không? Đó đó đó, đó. Đó, thấy không? Được chưa? Rồi, rồi, rồi. Ui, khó trường quá. Đây này, đưa được cái bao bỏ lên Bình. Bỏ vô luôn, cầm bao luôn Bình. Rồi, đó, cái này nè. Rồi, là được một con rồi nha. Đây nè, thấy không? Đúng rồi. Đúng rồi, ớt nè. Đó, đó, Bình đã bắt được rồi. Rồi, ok. Rồi ok, đó đó đó, bỏ với bao lưới luôn rồi. Rồi anh em mình tiếp tục đi nha. Còn bây giờ xíu rồi. Rồi ok. Rồi anh em mình tiếp tục đi. Đây này, đây con này bự chà bá luôn. Con này có gì ta? Để đưa mọi người xem con. Này. Bỏ hai con đi bao lưới. Ờ con ăn được mà con. Con này con có ớt này. Đó, cái chân mình đó, chân phải đằng sau đây này, chân phải ở đây bên này, đây là nghe chân phải mình nè. Rồi vừa lại có cua nè, có cua đá, vừa lại có ớt luôn, cầm luôn Bình ơi, ớt đây Bình, tao hết tay ấy rồi, tay bắt ớt rồi, vừa cầm bao mà vừa cầm máy quay phim thì không được. Đây nè. Ô cua kẹt cầm má. Đây Bình ơi, đây Bình bỏ giùm tao luôn. Wow, có cua đá nè, có ớt luôn. Bình bỏ giùm nhé, tay chưa. Rồi cầm bao. Wow, má nó kẹp tay đầu giống kìa.
Mà cua đá thì nó kẹp tay rất là đau nha, chứ không phải là giống cua đồng mình đâu. Cua đá nó kẹp tay mình có thể chảy máu, mình đau gấp mấy lần cua đồng mình luôn. Có con này là con gì ta? Con này là đây nè, hình như con này là con tắc kè hay là con gì á. Nãy Phúc đi soi ớt mà thấy con này nè. Đây, con này nhìn giống con cái đà mà không phải cái đà đâu. Đó. Mà con này từ trước giờ là Phúc chưa ăn con này nha. Thôi cứ để vậy đi cho nó sống đi. Nãy soi đã đời Phúc đã phát hiện có cái canh nước ai bỏ đây nè. Đây nè. Chắc có lẽ là những người đi vào rừng trước đây người ta bỏ cái canh nước này nè. Canh này cũng Phúc thấy cũng đã lâu lắm rồi. Có lên những lá cây cỏ mà đã bám vào đây là chắc là lâu rồi. Mà canh này vẫn còn tốt nha. Mình có thể đựng nước hay là gì ở trong rừng này cũng được luôn. Cái này là có lẽ người ta bỏ thôi. Hay là người ta không xài nữa người ta mới bỏ vậy thôi. Ở Bình mới bắt được theo một con này. Đó, con này còn ăn được nè. Đó, cũng bắt đúng rồi. Còn ba lưới. Thì Phúc với là Bình thì chia nhau mà Bình thì đi hướng bên kia, Phúc lại đi hướng bên này. Thì Bình bắt được mấy con thì Bình bỏ vô bao, còn Phúc thì bắt được con nào thì đưa cho Bình bỏ vô bao. Ú mọi người ơi, Phúc đã phát hiện một con. Con này nè, con nhện hay con gì đó, con rất là to luôn. Khi gặp, nó đang ở trong hang đó, trong hang đá nè. Đó con này. Ú. Lần đầu tiên Phúc thấy con này, con nhện hay con gì là rất là to luôn mọi người. Để Phúc lấy cây nè, Phúc chọt cho nó chạy nè. Nhìn ghê quá mọi người ơi. Oh. Con này ở trong kia có cái lỗ hàng nó sống nha. Con này rất là to luôn. Đại Phúc đã thấy ớt rất là to rồi. Đây nè, đây là con ớt ở trong rừng nha, chứ không phải ớt ở dưới đồng ruộng mình đâu. Giờ Phúc sẽ bắt con này cho mọi xem. Đây nè, wow. Phát hiện bên kia có một con nữa nè. Đó, đây đây là Phúc đã bắt được một con này rồi. Nhưng mà Bình thì ở phía bên kia rồi, thì có bao lưới để Phúc đựng. Giờ Phúc sẽ dùng bắt thêm con thứ hai kìa nha. Phúc sẽ bắt thêm con thứ hai này. Có luôn mọi người ơi. Nhìn rất là đẹp. Ok. Ơ chạy 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 luôn. Ok. Sau một thời gian thì Phúc như là Bình đã bắt được một mớ đâu. Bình để coi thử. Bình có sò nữa ha. Đó, sau một thời gian thì bắt được cũng một mớ rồi. Và cũng may là được có một con cua đá thôi. Rồi giờ anh em sẽ tiến hành đó là mình sẽ nấu ăn trong cái buổi tối luôn nha. Con ớt mà hồi nãy Phúc với Bình bắt á, thì trong rừng thì người ta thường nấu con ớt này bằng cách đó là người ta sẽ nấu nước sôi như thế này. Khi mà nước sôi lên thì Phúc với Bình sẽ lấy con ớt hồi nãy đó, thì mình sẽ bỏ như thế này cho con chết xong rồi mình sẽ mổ bụng ra, rồi mình tiến hành đó là mình sẽ xào ăn trong cái rừng hoang dã này luôn. Đây lửa Phúc đang nhóm nè.
Phúc mời tất cả mọi người cùng dùng buổi tối với lại Phúc với Bình nhé. Rồi anh em mình quấn Bình vô. Mời tất cả mọi người nha. Công nhận mùi công rừng rất là ngon.